Hình ảnh của vụ nổ tại nơi biểu tình ở Bangkok làm hai người bị thương, tin từ Bangkok. Hai người đã bị thương sau khi xảy ra hai vụ nổ tại Chang Wat Thana, một trong những nơi cắm trại của những người biểu tình chống chính phủ bên ngoài Bangkok vào ngày hôm qua. Hình ảnh do truyền hình địa phương chiếu lên cho thấy là hậu quả của vụ nổ và những người bị thương được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Phương tiện truyền thông Thái Lan cho biết là hai quả lựu đạn đã được ném vào phía sau sân khấu tại địa điểm biểu tình chống chính phủ ở tỉnh Nonthaburi, một vùng ngoại ô của thủ đô. Một nhà lãnh đạo cuộc biểu tình tại Chang Wat Thana là tu sĩ Phật giáo tên là Israra nói rằng các biện pháp an ninh cần phải được tăng cường. Sự việc xảy ra gần một tuần sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi đã không làm được gì nhiều để giảm bớt những lo ngại về khủng hoảng chính trị và về triển vọng kinh tế của Thái Lan. 10 người đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực, mặc dù Bangkok đã trở nên tương đối yên tĩnh hơn kể từ sau ngày bỏ phiếu 2 tháng 2. Số lượng người biểu tình trên đường phố đã giảm nhiều, nhưng chiến dịch lật đổ Thủ tướng Chinlak Sinawatra kéo dài 3 tháng nay đã thu hút được 200.000 người trong các cuộc tuần hành biểu tình lớn và có thêm những cuộc tuần hành khác đã được lên kế hoạch.